Chào quý vị, hôm nay là Bằng đang tháp tùng một chuyến đi về Bắc Cali theo đường Pacific Highway. Và hiện tại bây giờ là đoàn của chúng tôi đang có mặt tại thành phố nổi Venice của Santa Monica. Đây quý vị, khung cảnh rất hữu tình quý vị. Đây là thành phố kênh đào, được đào vào năm 1905 bởi ông Albert Kenny. Và bây giờ thì chúng tôi đang có mặt ở đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp rất là bình thanh bình của cái thành phố nổi Venice này. À, sau lưng của Bằng hay là những vị khách của Bằng trong chuyến đi ngày hôm nay. Hai cô chú ơi, hi. Yeah. Hi, cảnh đẹp lắm mọi người ơi. Yeah. Đây là điểm đầu tiên trong cái chuyến đi hành trình trên Pacific của chúng tôi. Sẽ đi dài từ Nam Cali cho đến Bắc Cali luôn. Bây giờ là chúng tôi đang đi bộ ở trong thành phố kênh đào Venice nha quý vị. Cảnh rất là đẹp quý vị. Dạ, con kênh xanh xanh, tại nó giáp với con kênh chính á. Đây nó giáp với kênh chính. Đây là mấy khách đến từ San Diego quý vị. Đi từ hồi 4 giờ sáng mới tới đây đó. Thấy thương ghê chưa? Ủng hộ Bằng nhiệt tình ớn chưa? Nghe Bằng làm tour đi là đi từ 4 giờ sáng ở San Diego tới đây. Ủng hộ Bằng võ. Dạ. Yeah. Nhiệt tình. Quá trời luôn, quá trời dễ thương. Diễn viên dễ thương dễ sợ. Dạ, cảm ơn cô. Quá tốt luôn mà, có hay cô ở Mỹ mấy chục năm chưa đi chỗ này nữa mà. Dạ. Đây là cô chú mới đến Mỹ được vài năm. Đó, đang đi khám phá nước Mỹ cùng với Bằng. Cô chú ở Fountain Valley hả cô chú? Dạ, đúng rồi. Yeah. Còn cô chú này là đến Mỹ 40 năm rồi. Nhưng mà cũng đang đi khám phá nước Mỹ với Bằng. Đúng rồi, đúng rồi. Chào quý vị, hiện tại là đoàn của chúng tôi đang có mặt trên đường Pacific Highway quý vị. Đây quý vị, cảnh rất là đẹp, rất hữu tình luôn quý vị. Một bên là núi, còn một bên là biển. Đó, quá đẹp. Sau khi mà chia tay với thành phố kênh đào Venice thì chúng tôi tiếp tục hành trình trên cái đường Pacific Highway, đường số 1, con đường ven biển đẹp nhất của California. Và chúng tôi đang trên đường đến cái thác McQuay. Và còn cách cái thác nước đó chỉ còn có 30 phút thôi quý vị. Và chúng tôi ngừng lại để chụp cái cảnh biển ở trên đường Pacific Highway, quá trời đẹp quý vị. Đây, tuyệt vời không? Wow. Tuy là đã vào mùa thu rồi nhưng mà hiện tại bây giờ ở đây không hề lạnh chút xíu nào luôn quý vị. Trời rất là mát mẻ, rất là ấm luôn. Bên đây là núi đây quý vị.
Đó. Và hướng này là sẽ đi thẳng về hướng của Monterey. Và hướng này thì mình sẽ đi về Morro Bay. Đó, quá đẹp. Tuyệt vời ha quý vị. Yeah. Còn chần chờ gì nữa, book tour đi với Bằng Pacific Highway. Xin chào quý vị, hiện tại là Bằng đã đi tới cái thác mặt quay quý vị. Đây. Và đây là cái đường để dẫn mình đi xuống đi cái thác đó quý vị. Bây giờ là Bằng sẽ đưa khách của Bằng và sẽ mời quý vị cùng với Bằng. Chúng ta sẽ xuống dưới để coi cái thác mặt quay. Cái thác rất là đẹp trên đường Pacific Highway quý vị. Đây, Bằng đang đi xuống bậc thang để đi xuống dưới cái thác đó quý vị. Đây. Quá đẹp. Đây là cái đường để đi thẳng, mình có thể đi xuyên qua cái đường Pacific Highway để có thể ngắm được cái thác. Cô Nga từng đến đây chưa? Chưa, chưa bao giờ cô tới hết. Chưa bao giờ luôn. Wow, yeah. Quá đẹp luôn. Cảm chưa. Hùng vĩ quá. Chưa đi cái đường Pacific này lần nào hả cô? Chưa, chưa, cô chưa đi đường Pacific này. Yeah. Vậy cô nhìn biển lắm, cảnh mê luôn. Quá đẹp. Yeah, yeah. Đẹp, quá đẹp. Nhưng mà tháng này mình đi nó có bông cỏ mây á. Đúng rồi, nhìn đẹp. Nó đẹp hơn quá nữa. Đẹp luôn. Bình thường đi thấy núi đá không? Đúng rồi. Tháng này đi thấy có bông cỏ mây nữa. Biển đó đâu phải dễ lái đâu. Dạ. Yeah. Mình lái mà mình phải giống như là mất attention, đâu có thời giờ ngắm cảnh, có người lái cho mình thì... Chứ mình cũng đâu có cơ hội đi đường này nhiều. Tại vì thường người ta đi lên San Jose, người ta đi đường số 5 hoặc đường 101 không à. Ừ, người ta không đi đường này đâu. Người ta không đi đường này, tại nó mất thời gian quá. Đường này đi mất thời gian nhiều quá. Ồ, vậy hả. Đây quý vị. Nguy hiểm hơn nữa ha, nguy hiểm. Dạ, nguy hiểm. Đây, bây giờ chúng tôi sẽ chui cái hầm để đi xuyên qua cái đường Pacific Highway. Phía bên kia là biển quý vị. Và cái thác nước thì nằm bên tay trái của chúng tôi. Ủa, thác nước là tên gì vậy? Mặt quay cơ. Ô, mặt quay. Thế thì ông Châu đi vậy ha. Dạ. Đúng rồi. Tại vì họ đi qua San Phan họ chơi á, cho nên họ chạy xuống đây luôn. Bây giờ chúng tôi đang đi trong hầm quý vị. Đó. Bên kia là biển quý vị. Ở trên là xe chạy mà không nghe tiếng luôn ha. Quẹo phải nha, quẹo phải nha. Turn right. Dạ, đúng rồi, quẹo phải quý vị. Đừng có đi gần cái lan can quá nha quý vị. Đi nép bên tay phải giùm Bằng. Đừng có đi gần cái lan can, gió thổi á. Rất là nguy hiểm nha quý vị. Có người bị té á cô. Vậy hả? Con bé đó hả? Đừng có đi bên lan can, đi cặp bên tay phải á, boy. Bởi vì nếu mà vô mấy cái ngày mà có gió nó tạt vô, nó giật ra đó, nó nguy hiểm lắm. Bây giờ Bằng sẽ quay lên phía trước cho mọi người cùng xem nha. Quá đẹp. Đây, cái thác nước nó nằm ở phía bên kia của cái mỏm đá. Mình phải qua tới đầu kia mình mới nhìn được cái thác nước. Dạ, đúng rồi. Cô ơi, đừng có dựa vô cái lan can cô. Đừng có dựa vô lan can cô. Dạ. Đi cặp bên trong cô, đừng dựa vô lan can. Đây quý vị, quay xuống cho quý vị coi. Quá đẹp. Ồ, bữa nay thác ít nước quá. Đây cái thác nước nè. Nhưng mà ít nước quá. Đó. Yeah. Đó. Thác nước đó, chưa thấy không? Thôi, đúng rồi. Dạ, nó chảy từ trong núi nó tăng ra. Nước ngọt. Yeah, nước ở trong lòng núi nè, nó chảy ra. Mạch nước ngầm á. Nó đưa ra. Mà bữa nay hơi ít nước. Cái mùa này chắc nó cũng cạn bớt rồi. Hết tuyết rồi ha. Yeah, không còn nhiều. Bình thường nước nó bắn ra ngoài luôn. Quá đẹp. Đừng có giữa lan can nha cô. Thank you.
vị, hiện tại Bằng và khách đang ở cầu Big Bay quý vị. Phía sau lưng Bằng nè. Quá đẹp quý vị ơi. Đây. Đó. Đã chưa? Đã chưa? Quá tuyệt vời. Không uổng công đi từ sáng giờ trên đường Pacific Highway quý vị. Rất là đẹp luôn á. Đây. Hôm nay trời không có gió nên là chúng tôi đứng ở đây cảm thấy rất là thoải mái. Nếu mà có gió thì đứng chắc có thể sẽ nguy hiểm hơn, nhưng mà hôm nay không hề có gió quý vị. Bãi biển dưới thì rất là tuyệt vời luôn à. Đứng ở đây nhìn xuống cái bãi biển thôi vô cùng đẹp. Không có gì để diễn tả được luôn. Rất là vĩ đại quý vị. Wow, sâu quá, bạn cũng không dám ra luôn. Nhìn nó bị nó dốc quá, bị nó trượt quá, bạn cũng không dám đứng gần. Mà đứng đây để quay cho quý vị coi thôi được rồi.